Em Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Hiện tại thì em Đào đang có mặt tại khu vực bên Bảo Lâm và hôm nay thì rất là vinh dự cũng được đồng hành cùng anh. Anh này thì tên là Quang, các bác ạ, và cũng có kênh YouTube là Bảo Lâm Quê Tôi TV ạ. Và đặc biệt là anh Caramen nữa. Đấy, khi mà nói đến tên thì chắc là cũng rất là nhiều các bác là biết đến tôi. Đó là anh Dương bên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Hôm nay thì hai anh em chúng cháu cũng từ trên thị trấn Mèo Vạc xuống dưới này và đồng hành cùng anh Quang để đi tham quan qua một cái hoàn cảnh của anh đấy, cũng như là được anh giới thiệu qua. Thì hoàn cảnh này là gọi là hồng nhan bạc phận anh nhỉ. Vâng, Đấy thì vâng. là cụ thể là như nào anh? Cụ thể là gia đình ấy thì là bố mất ở miền Nam, rồi sau là ba chị em, năm chị em ấy cùng với mẹ lên trên này. Mà hiện tại thì một em và một chị thì đi lấy chồng, Đi lấy chồng. đi lấy chồng, còn ba chị em ở với mẹ. Tức là có ba chị em nhưng mà Vâng, cũng lớn hết rồi phải không lớn anh? hết rồi ạ. Và còn mẹ thì đi làm thuê ạ. Mẹ thì đi làm thuê. Vâng, mẹ đi làm thuê Thế thì kiếm tiền. là dưới này thì bây giờ là có mỗi ba chị em là khác ở. Ba chị em ở với mẹ thôi, còn hai một chị và một em thì đi lấy chồng ạ. Thế là nhà là cũng có 5 chị em. Vâng Và vâng bố thì trước đây là mất ở bên miền Nam ấy. vâng bố di cư đi xuống miền Nam rồi, sau bố mất ở dưới kia, xong là bố mẹ mới đưa năm chị em lên trên này, 5 chị em lên trên lên này. trên này xong là một chị và một em mới đi lấy chồng ở đây, cũng là lấy chồng ở đây hết. Tức là giờ thì ở nhà là còn là mấy chị em, cũng Vâng. nghe anh Quang nói là rất là xinh gái các bác nhé. Thì hôm nay là cháu Đào cũng đưa các bác đến gần hơn và tham quan những vẻ đẹp mộc mạc của các thiếu nữ ở trên vùng cao. Anh Dương có đôi lời gửi đến các bác không anh? Vâng, cháu Dương cũng xin gửi lời chào toàn thể các bác anh chị và mọi người trên kênh của em Đào ạ. Ngày hôm nay thì em cameraman của bên kênh em Đào, em ấy lại có chút công việc bận nên là cũng rất là vinh dự được cầm máy quay hộ em Đào. Đấy, cũng là nhờ anh Dương là cầm máy hộ các bác ạ. Cảm ơn anh trước nhá. Rồi, Rồi, đi nhà anh nhà. vâng vâng được. Vâng, anh đi Anh trước sẽ đi. giới thiệu em đi xuống với anh. Dạ. Nhà thì cũng ở gần đây thôi ạ, vì là ba hiện tại thì còn hai chị em ở nhà thôi, còn một em ấy thì là đi học ở dưới này, vẫn chưa về ạ. Thế này ở nhà là còn là hai chị em. Vâng. Đây là một ngôi nhà danh mọi người nhé. Vâng, một cái ngôi nhà có danh, khi mà ở trên đường thì cũng ở ngay dưới mặt đường rồi. Đấy, một căn nhà bé bé xinh xinh. Chào em nhá. Không biết là em hay là chị nhỉ anh nhỉ? Vâng, từ từ em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2007 ạ. 2007 à? Vâng ạ. Ui, cũng là một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Đấy, em tên là gì? Em tên Trương ạ. Em Trương à? Vâng ạ. 2007 thì em có còn đi học không? Không đi rồi ạ. Không đi rồi. Dạ. Thế là giờ ở nhà là nãy anh Quang cũng vừa bảo là một em thì đi học à? Đấy, Vâng. còn là hai em ở nhà. Thế là em còn một em nữa đâu? Sau nhà. Ở sau Xí nhà. Á. Cháu ra đây đi. Đây. Chào em bé nhé. Vâng. Đấy, em tên là gì? Em tên là Xí. Em tên là Xí à? Vâng. Em sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2011. 2011 à? Vậy. Thế em là vẫn còn đi học chứ đúng không? Đúng. Thế giờ ở nhà là có hai chị em, tuy nhiên là một là đấy em sao đây? Đấy, một là một em thì là vẫn còn đi học này, còn em Trương nhỉ? Dạ. Là cũng nghỉ học rồi, tại vì là nếu mà bây giờ ấy là cả ba chị em đi học hết ấy là cũng không ai ở nhà nhờ anh nhỉ. Vâng. Đấy, vậy vì là mẹ em là cũng nghe anh Quang vừa nói qua là đi làm. Thế mẹ em là đi làm ở đâu? Ở Lạng Sơn ạ. Ở Lạng Sơn á? Vâng ạ. Đi lâu chưa? Đi hôm nay được 5 ngày ạ. Tức là cũng vừa mới đi thôi đúng không? Vâng ạ. Đi như thế thì là có mỗi ba chị em ở nhà là mẹ là có nói là đi lúc nào về không? Bảo là đi gần một tháng gì đó mới về. Tức là đi làm được một tháng là về. Vâng. Như em là em nghỉ học từ được bao nhiêu năm rồi? Được 4 năm rồi. 4 năm năm rồi. 5 năm rồi. 5 năm rồi. Vâng. Thế tại sao em lại nghỉ học sớm như thế? Tại hồi nhỏ còn lười học ấy, học yếu nên là không đi học ấy. Một phần cũng là do hoàn cảnh nữa đúng không? Vâng ạ. Thế là bố em là mất lâu chưa? Mất năm nay nữa là 9 năm rồi. 9 năm rồi. Vâng ạ. Thế như bình thường là em Xí nhỉ? Vâng. Là cũng đi học ấy, là một mình em khác ở nhà. Dạ. Thế như một mình khác ở thế là có sợ không? Dạ, ban ngày thì không sợ đâu ạ. Nên là ban đêm là sợ đúng không? Vâng. Tại vì là bản thân thì cũng là một người con gái thôi, nên là khi đêm về thì chắc chắn là cũng hơi sợ một chút. Đấy, với lại là cái nhà của em đấy là cũng gọi là một cái căn nhà có danh. Đấy, và bên này thì bưng bằng gỗ ấy, nên là đêm về thì chắc có lẽ là nếu mà đặt vị trí của cháu Đào vào ấy, thì buổi tối về chắc có lẽ là cháu cũng hơi sợ một chút. Tuy nhiên thì đến cuối tuần thì hai em là cũng về thôi. Thế còn một em đi học là bao nhiêu tuổi? 11 tuổi ạ. 11 tuổi, tức là vâng. Em út đúng không? Vâng ạ. Còn em này thì là hôm nay chủ nhật rồi, là lúc nữa là có đi học không? Hay là hôm nào mới đi? Thứ hai. Thứ hai mới đi.
Ngày mai mới đi đúng không? Đúng. Đấy, cuối tuần về là cũng ở với lại chị. Thế như trước là 207 nhờ. Đấy, như trên này thì là thường thường là các bạn nữ ấy, cũng như là các bạn nam thì là cũng yêu rất là sớm nhỉ anh nhỉ? Vâng. Đấy thì là như em là có người yêu chưa? Dạ chưa. À chưa à? Vâng. Đấy, 207 là năm nay là 16 nhỉ anh nhỉ? 17 tuổi rồi chứ. 207 224 rồi. 207. 207 thì 2024. 24. Đúng rồi. Tức là vào 17 chưa nhỉ? 17 hay 16 nhỉ? 17 à? Dạ, năm nay nữa là lên 17. Đến 17. Chào 17. Thế em là dự định là bao nhiêu tuổi thì sẽ lấy chồng? Không biết là gặp được hợp thì cười thôi. Gặp hợp là cười luôn. Duyên đến là lúc đấy là tránh không kịp nữa đấy nhỉ? Nếu như mà ví dụ là chị có quay qua một thước phim này thì là có các anh ở dưới xuôi chẳng hạn, thì là muốn lấy em làm vợ xuống dưới xuôi ở ấy, thì em có đồng ý không? Em à? Dạ, em không biết nữa. Nhưng mà trước mắt là cứ phải lên đây rồi là gặp hợp thì là mới cưới luôn đúng không? Nhưng mà anh nào mà có nhu cầu ấy thì là đợi em đấy đủ 18 tuổi đã. Tại vì giờ em là mới 17 tuổi thôi. Đấy, trồng hoa thì phải đợi ngày là gọi là ra hoa ấy thì mới được. Như em là giờ vẫn đang độc thân. Đấy, một cô bé cũng rất là xinh. Đấy, tuy nhiên là hoàn cảnh của em ấy thì cũng gọi là bi đát. Đấy, thế nên là anh Quang giới thiệu đây là một hoàn cảnh là hồng nhan bạc phận. Đấy, thế như ở khu vực này là nhà em ấy là có làm được nhiều nương không? Dạ không ạ. Thế là ở đây là đa phần là bà con cũng trồng ngô thôi phải không? Anh có làm được ruộng không ạ? Thì trồng ngô là đa số là trồng ngô là nhiều nhất. Trồng ngô ruộng ở đây thì nói chung là ở trên núi thì là thiếu nước rất là nhiều. Thiếu nước rất là nhiều. Có thể là sẽ không làm được ruộng. Nói chung chỉ làm ngô là ăn mén mén là đa số là ăn mén mén là nhiều nhất. Vâng. Vâng. Đấy, trên vùng cao thì là em thấy là bà con thì cây lương thực chủ yếu thì đa số là cây ngô. Vâng. Đúng rồi. Em thì ở bên Hà Giang cũng như là trên Mèo Vàng ấy thì lúc mà ở trên kia thì bà con cũng thế thôi anh ạ, rất là ít nhà làm được ruộng. Đấy, thế bây giờ chị có thể vào nhà em thăm qua nhà em một vòng được không? Dạ được ạ. Đây là một cái căn nhà cũng bé bé xinh xinh nhỉ. Trong này là bếp đúng không? Vâng, đi đúng, nhà anh em mình cùng đi nhỉ. Vâng, đi. Đấy. Đây là bếp. Đây là nhà bếp của các em đây. Đấy, ở đây là gọi là bếp riêng và trên này là cái nhà, tuy nhiên là giống như kiểu là cái nhà sàn ấy anh nhỉ? À, đúng rồi. Vâng, và đây là bát đũa của mấy chị em đây. Đấy, cũng rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đấy, như Trương là bình thường là ở nhà thì em sẽ làm công việc gì hàng ngày ấy? Ở nhà thì hàng xóm làm việc thì đi, không thì mình ở nhà trong nhà thôi ạ. Tức là hàng xóm là có công việc gì là mình sẽ đi giúp đúng không? Vâng ạ. Thế còn nhà mình là trồng ngô chưa? Dạ trồng rồi ạ. Trồng rồi. Vâng. Bên này thì trồng ngô sớm hơn ở bên trên em một chút anh ạ. Ở trên chỗ em là bây giờ có nhà còn chưa cày nương, tại vì là khô quá. Nói chung là ở đây thì vào tháng riêng là họ bắt đầu trồng ngô gần như là hết. Vâng, năm nay thì khô quá anh ạ. Khô quá. Vâng. Nếu mà không đấy, thì họ đã vui. Còn rồi. Đây là nhà tắm đúng không? Đây là cái công trình phụ để tắm và giặt giũ quần áo ấy. Cũng rất là đơn giản nhờ, mọi thứ thì rất là đơn giản. Đấy, tuy nhiên là cái gì phải ra cái đấy rất là gọn gàng các bác ạ. Đó. Đây. Đấy, còn mấy chị em còn hái được cả hoa gì về ngâm ở trong chậu luôn này. Cái đây là hình như là cái cây chè nhỉ anh nhỉ, đúng không? Cây này hoa phải sở. Anh Dương nhỉ? Hoa sở. Hoa chè đâu? Hoa sở à? Đúng. Hoa sở. Đấy. Đây đi vào nhà của Trương một tí nhỉ. Thế như em ở đây là người Mông là Mông gì à Trương? Mông Trắng ạ. Mông Trắng à? Vâng. Trên Mèo Vàng mình là Mông gì nhỉ anh Dương nhỉ? Trên Mèo Vàng mình là cũng là Mông Trắng mà. Cũng là Mông Trắng mà. Cũng là Mông Trắng mà. Nhưng mà khi em đến đây là các anh cũng như là các em giao tiếp bằng tiếng Mông ở nơi đây ấy, là em cảm thấy lạ hơn ở chỗ em rất là nhiều anh ạ. Không, kiểu là nói chung là ở bên này ấy, thì là nói tiếng Mông là nó sẽ khác hẳn ở bên Mèo Vạt một tí. Vâng. Nó nhẹ hơn. Nói nặng hơn. Bên Mèo Vạt thì nói nặng hơn, nói nhẹ hơn, nhẹ nhàng hơn. Đấy. Bên này thì em nghe được một vài từ thôi. Còn ở trên Hà Giang thì bình thường em đi vào xóm ấy là em toàn nói tiếng Mông nhiều, tiếng địa phương ấy. Em nói được tiếng Mông không? Em nói được em anh ạ. Em thử nói một câu cho nghe thử. Như tiếng Mông ở Mèo Vạt cho em là ăn cơm trưa thì sẽ hỏi là nó mò chị tàu. Khác hẳn thật ở đây khác là... Khác không anh? Khác một tí tiệu thôi. Thế còn chỗ anh là sẽ nói như nào ạ? Ở chỗ anh ấy thì là ăn cơm trưa thì nằm má lại tàu. Thế đấy. Là cũng khác hơn một chút các bác ạ. Đấy, tại vì là lúc anh nói thì có một em chỉ nghe được ít thôi, không nói được nhiều. Và bà con ở trên chỗ em ấy thì cũng rất là ít người giao tiếp được bằng tiếng phổ thông. Nên là đa phần là bình thường em đi vào xóm là em toàn nói bằng tiếng địa phương nhiều. Đó. Rồi đi vào nhà Trương nhà. Cái này thế nếu mà tiếng tiếng Mông ở đây mà gọi là ví dụ như là nói bằng là em yêu anh thì nói như nào chưa? Cô lúc co lại có nghĩa là gì?
Nghĩa là anh yêu em ạ. Anh yêu em á? Anh yêu dạ xin nhầm. Có lúc co kiểu có nhẹ co. Có nhẹ co. Là như nào? Là như nào? Là anh yêu em ạ. Là anh yêu em ạ. Vâng ạ. Thế còn em yêu anh là nói như nào? Còn em yêu anh thì nói như nào? Có nhẹ co. Có nhẹ co là như nào? Em yêu anh ạ. Anh yêu anh á. Anh cảm ơn em. Ngược lại. Đấy, em ngược lại thôi mà, ngược lại thôi mà. Đấy, anh Dương là ngược lại thôi. Đấy, hay thế nhỉ anh nhỉ. Học được chưa? Đâu anh đang cho em Trương vào chồng đấy. Em Trương đang nói là em Trương yêu em mà. À. Em yêu anh đấy. Đúng không? Em vừa nói là em yêu anh rồi đúng không? Thế phải không? Phải rồi. Mấy bạn đấy là đỏ hết tai đấy anh Dương ạ. Rồi đi vào nhà. Vào nhà của em Trương một tí nhá. Đi em bé. Đây em này thì cũng đi học nhưng mà cuối tuần thì về ở với lại chị, tại vì là chị cũng ở một mình ấy, thì tối đến là cũng khá là sợ. Đi nhà anh Quang. Nhà này thì làm lâu chưa hả Trương? Dạ được 2 năm rồi. À 2 năm rồi à? Dạ. Thế trước đây là em với lại mẹ là ở đâu? Ở trên nhà bà. Ở trên nhà bà. Vâng ạ. Thế nhà bà em là cách đây sao? Dạ hơi xa chứ. Hơi xa. Dạ. Thế bình thường là có mỗi một mình em ở nhà ấy, là bà có xuống dưới này thăm em không? Dạ cũng có xuống ạ. À cũng xuống đúng không? Vâng ạ. Đây là một cái căn nhà. Như nãy ở bên ngoài thì là nhìn cũng cháu Đào cũng mở lời video là cũng bảo là một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh. Đấy, khi bước vào trong nhà thì không gian cũng gọi là khá là chật hẹp và đây là buồng ngủ của em đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây là có hai buồng ngủ thì phải, tại vì cháu Đào nhìn thấy hai cái lido. Thế như Trương là ngủ ở buồng bên nào? Ra bên này ạ. Em ngủ ở đây. Vâng. Còn các em là ngủ bên này đúng không? Vâng. Nhà là gọn gàng nha. Cái này là như kiểu là cái nhà sàn ấy anh nhỉ? Đúng rồi, đây là nhà sàn. Đấy, sau là lấy ván lên trên này gọi là nhà sàn. Nhà sàn. Vâng. Đây là những phần quà đấy anh cũng vừa mới mang vào. Vâng. Đấy. Đấy, anh thế nhà anh Quang là có ở gần khu vực này không anh? Anh thì anh ở xa hơn, anh ở khác xã, anh ở Quảng Lâm. Quảng Lâm. Cách từ đây đi vào nhà anh là phải đi tầm 15 cây. 15 cây. Vâng, 15 cây. Còn đây là xã gì nhỉ? Đây là xã Thạch Lâm. Xã Thạch Lâm. Cũng là huyện Bảo Lâm. Thuộc một huyện nhưng mà khác vâng, xã đúng khác không? Khác xã, vâng. Anh này thì là người con ở bên này luôn rồi các bác. Đấy, nên là mới có tên kênh là Bảo Lâm Quê Tôi TV. Vâng. Rồi, trong nhà cũng gọi là khá là nóng. Anh em mình lại ra ngoài thôi nhỉ. Okay. Đi nhỉ. Dạ. Với bạn này là giao tiếp cực kỳ là tốt. Thế trước em là học đến lớp mấy? Lớp 5 thôi ạ. Lớp 5 à? Vâng ạ. Bên này là các bạn hầu như là giao tiếp cực kỳ là tốt. Cũng như là các cô, các bà bên này là giao tiếp tốt thật anh ạ. Nói chung là ở đây thì các em học hết lớp 5 thôi nhưng mà vẫn là nói thì cũng hơi được. Vâng. Đây xuống đây Trương. Dạ. Thế như bình thường ở đây là em đi chợ là em sẽ đi chợ huyện Bảo Lâm hay là ở đây có chợ không? Ở đây có chợ ạ. Chợ tên Bản Lồi ạ. Chợ Bản Lồi á? Vâng ạ. Thế là ở chỗ nào nhờ? Nãy chị đi qua cũng chưa thấy. Ở ngay cái ngã ba xong đi xíu là tới ạ. Cái lúc này mình uống nước này. Tức là ở bên đấy luôn phải không? Đúng rồi, ngay trung tâm đấy. Thế như em ở trên cao cao như thế là có hay đi xuống chợ không? Dạ cũng có, hay xuống ạ. Cũng hay xuống à? Vâng ạ. Đấy, xuống chắc là cũng gọi là hẹn hò đúng không? Tại vì bình thường chị đi chợ ấy là chị hay thấy các cặp đôi là hẹn hò. Mình đi thì mình mua gì đấy mình mới đi thôi, không thì mình cũng không có xuống ạ. Tức là đi chợ là mua nhu yếu phẩm hoặc gì đấy thì mới đi thôi đúng không? Vâng ạ. Tức là bạn này là cháu Đào thử lòng thôi. Đấy, nhưng mà chưa có người yêu thật các bác nhé, độc thân. Đấy, nên là các bác nào mà có nhu cầu lấy vợ vùng cao ấy thì đợi đến năm sau là có thể liên hệ với lại anh này này. Đấy, anh Quang này. Đấy, anh là người ở trong khu vực này luôn, cũng cách 15 cây thôi. Đấy, còn cháu Đào với anh Dương thì là cách bao nhiêu cây nhỉ? Anh là từ thị trấn Mèo Vạc vào ấy. Nó rơi vào khoảng tầm hơn 100 cây. Hơn 100 cây đấy. Đi vào từ thị trấn Mèo Vạc vào đây mà. Từ thị trấn Mèo Vạc vào thị trấn Bảo Lâm là 80, vào đây nữa là gần 100 cây. Gần 100 cây. Vâng vâng. Đây là một bạn gái, thật sự là ngày hôm nay thì cũng theo chân em Đào cũng như là anh Quang đi vào trong này thì bắt gặp được em gái tên là Trương, một cô gái rất là xinh xắn, và nếu như cô bác nào mà có để ý thì em lấy nhìn có nét hơi giống với lại một ngôi sao điện ảnh ở Trung Quốc. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn đấy. Nhìn rất là khá là giống. Cái này là để mặt mộc luôn đấy. Nếu mà bạn ấy trang điểm lên thì cực kỳ là xinh. Bạn ấy nét mặt rất là xinh này. Nó nụ cười cũng rất là duyên. Anh hỏi một chút nha, bây giờ tiêu chuẩn để chọn một người yêu đối với Trương thì người yêu của em phải như thế nào được? Yêu em à? Dạ. Tức là em tiêu chuẩn bạn trai của em ấy là người đấy phải như thế nào thì em mới yêu ấy. Đấy. Người đấy à? Em không biết. Có cần phải đẹp trai không? Dạ bình thường thôi ạ. Bình thường à? Vâng ạ. Thế có ví dụ như là mức thu nhập thì sao? Thu
Thu nhập ạ? Vâng. Đủ dùng là được. Đủ dùng. Đủ là bao nhiêu? Đủ là bao nhiêu? 100 triệu. Không tới đâu. Thế 5 triệu. 5 triệu ạ? 5 triệu đủ không? Dạ, mình mà xài ít thì cái đấy là đủ, còn mình mà xài nhiều thì cái đấy không đủ thôi. Đây các cô bác ở đây, các cô bác ở dưới xuôi nghe nhá, cô em Trương cũng có nói mức thu nhập cũng chỉ cần tầm 5 triệu. 5 triệu là từ 5 triệu đó lên là ok rồi, em cũng không cần phải quá gọi là quá cao. Đấy, cũng không cần vẻ bề ngoài luôn. Đấy, yêu chân thành là được đúng không Trương? Dạ. Đấy, thế bây giờ như anh như này có đủ tiêu chuẩn để làm một người yêu của em được không? Không biết. Không anh biết. Này mà, như anh này mà. Như anh, tầm như anh có được không? Dạ, chưa tiếp xúc, không biết đâu ạ. Chưa tiếp xúc rồi. Nhưng mà nhìn vẻ bề ngoài thì là em chấm anh đấy bao nhiêu điểm? Dạ, 8 trên 10. Dạ, 8 trên 10. Ôi, anh Dương là... ở đây thì em sẽ không nói đấy, nhưng mà anh Dương thì gọi là em đấy là hôm nay cũng chấm cho anh là 8 trên 10, đấy cực kỳ là cao rồi. Còn 2 điểm còn lại là em để dành giao tiếp xong em mới chấm nốt đúng không? Dạ. Ví dụ như mà 2 điểm còn lại là em mong muốn cái điều gì ở anh nữa? Điều gì ạ? Đúng rồi. Dạ, tìm hiểu xong mới biết ạ. Tìm hiểu xong mới biết. Vâng. 8 trên 10, anh rất là cảm ơn em. Và anh như ban nãy anh cũng có nói rồi, nhìn em Trương có một cái nét gì đó rất là giống với một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc, rất là giống luôn. Không biết là Đào có nhìn thấy không? Em cũng nhìn quen lắm anh ạ, hiểu như là em lướt trên mạng ấy. Hiện vâng. Tại thì vẫn chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra nhưng mà nhìn rất là quen. Vâng. Người cũng cao ráo luôn đấy các bác. Đấy, cao. Cô gái 17 tuổi nhá. Cao nhỉ anh nhỉ, đây bạn này là cũng cao này, 17 tuổi là... Càng góp là càng cao nữa. Vâng, đấy, hôm nay là ở nhà tôi thì mặc cái này là rất là xinh rồi, còn bình thường mà em chưa là... Chưa trăm điểm gì hết cả. Đúng rồi, đấy, mộc mạc tự nhiên, đấy, những thiếu nữ trên vùng cao thì đa số là thường để mặt mộc, đấy, ra chợ thì là các em là sẽ diện trên mình là một bộ quần áo, trang phục của bà con người Mông, đấy, tự nhiên là... Bây giờ mà chị gặp ở ngoài đường là tô thêm son nữa là cực kỳ là xinh, có khi còn không nhận ra ấy. Rất là xinh gái luôn, nhưng mà tiếc cái là hồng nhan bạc phận. Vâng. Thôi, mấy chị em là cố gắng lên nhá. Vâng ạ. Đấy, mẹ thì là cũng vừa mới đi cách đây 5 ngày thôi. Tuy nhiên là trước khi đi thì cô cũng có dặn các bé là chắc là đi 1 tháng thì là cô cũng quay về để thăm các con. Cũng như là giờ ở nhà thì có mỗi em Trương là em lớn nhất rồi. Thì có lẽ là mẹ thì cũng không yên tâm để đi đâu. Tuy nhiên là hoàn cảnh ấy thì cũng gọi là khó khăn, nên là nếu mà không đi thì cũng không biết là làm như thế nào ấy các bác. Đó. Thế nhà em là có nuôi được con vật nuôi gì không hả Trương? Dạ, nuôi có một dàn mẹ con ạ. Mẹ con lợn ạ. Một dàn mẹ con lợn ạ. Có bao nhiêu con? Dạ, được 7 con nhưng mà bán xong với chết 2 con rồi nên bây giờ có 1 con thôi ạ. À, còn 1 con. Vâng. Thế bình thường ở nhà này em sẽ phải đi lấy rau lợn này. Đấy, làm chăm con lợn đúng không? Vâng ạ. Thế là có nuôi được gà không? Dạ, có một xíu. À, một xíu à? Đấy, cụ thể là bao nhiêu con? Dạ, không đếm, không biết. Không đếm à? Đấy, thế là bình thường là người ta có bắt trộm con nào là cũng không biết là mất gà đâu đúng không? Đấy, trên này là bà con là nuôi gà. Nếu như nhà nào có con bò ấy thì công việc hàng ngày là sáng sớm là sẽ phải đi cắt cỏ bò nhà anh nhỉ? Vâng, đúng. Nhưng mà như nhà em thì là cũng không có bò ấy nên là sẽ dành hết thời gian vào để chăn con lợn. Đấy. Thôi, có lẽ là bây giờ cũng khá là muộn rồi, là anh em mình lại di chuyển thôi anh nhá. Vâng. Đấy, cũng cảm ơn anh Trương nhé, hôm nay cũng đưa em vào thăm một hoàn cảnh cũng như là thăm ba vâng. Chị em. Hôm vâng. Nay thì tiếc quá gặp được hai chị em thôi, còn một em nữa thì đi học. Vâng. Em còn đi học thì kiểu là mình cũng không gặp được. Vâng. Và tiếc nhất là còn mẹ nữa, lại không gặp được mẹ. Mẹ chắc là cũng còn trẻ thôi phải mẹ không mẹ? Mẹ còn trẻ, mẹ bao nhiêu tuổi nhá? 37 tuổi. À, 37 tuổi còn rất là trẻ. 37 tuổi. 37 tuổi thì còn trẻ hơn anh. Trẻ hơn anh hả? Vâng. Ô, tên thế năm anh bao nhiêu rồi? Anh 40 ạ. Anh 40. Vâng. Điều nhìn anh còn trẻ. Thật mà, anh nói thật mà. 30 ấy. 30 thôi. Vâng. Trẻ, anh cũng còn vâng. Rất là trẻ. Nhưng mà vâng. Mẹ các bé thì cũng thấy còn bé... trẻ hơn. Đấy trẻ, 37 vâng. Tuổi vẫn còn là trẻ lắm các vâng. Bác ạ. Rồi, chào bà Trương nhá. Vâng. Đấy, mấy chị em cố gắng lên nhá. Vâng. Đấy. Nếu như mà cô bác nào trên kênh em nào mà theo dõi được những thước phim này, nếu mà muốn bắt vợ thì có thể lên liên hệ với anh Quang, à đâu, liên hệ với kênh em Đào để em nào dẫn lên chỗ anh Quang và vào chỗ của nhà của em Trương nhá, một cô gái cũng rất là xinh xắn và mộc mạc. Tuy nhiên thì số phận thì đối với em thì lại không được may mắn cho lắm. Bố thì cũng mất sớm, hiện tại thì mẹ cũng bươn chải xã hội bên ngoài để lo cho các em. Cũng hy vọng một ngày nào đó thì em sẽ ngày càng một ngày phát triển hơn và có thể giúp đỡ đần được cho mẹ nhiều hơn. Và có bao giờ em nghĩ là mình sẽ đi ra ngoài để kiếm
công việc gì đó để phụ giúp mẹ không? Dạ nghĩ rồi, nhưng mà kiểu mình là con gái, mình đi xa xíu thì người ta lại nói này nói kia, thế là mình không đi ạ. Nói như nào, ý là mình nghĩ mình đi làm công việc gì đó không sạch sẽ hay như nào? Mình nghĩ thì mình đi công việc là sạch sẽ, nhưng mà người ta nghĩ lại thì không phải như vậy. À, tức là em từng đi và người ta nói như thế rồi em? Vâng, mới, bữa không? Em cũng ra Bảo Lâm thôi mà người ta đồn khắp làng. Đồn khắp làng luôn. Thế vừa rồi em ra Bảo Lâm thì em làm công việc gì ở đấy? Trong quán bán hàng thôi ạ. À, bán hàng đúng không? Vâng. Một cô gái nói thật sự là giao tiếp bằng tiếng phổ thông rất là tốt và có vẻ bề ngoài ưa nhìn như thế để mà đi tìm những công việc khác thì em Dương nghĩ rằng là anh nghĩ là cũng khá là dễ. Và để nếu như mà em học được một cái nghề gì đó thì nó sẽ càng tiện hơn. Đấy. Nhưng mà có lẽ là nếu mà em muốn đi học gì hay là đi làm ấy thì phải chờ mẹ về thì em đấy mới đi được anh ạ. Đúng tại rồi. Vì giờ em ấy là vừa là mẹ vừa là bố của các em rồi. Bây giờ mẹ là cũng là đi làm rồi còn gì nữa. Và em thì là con cả rồi nên là công việc ở nhà cũng như là chăm lo hai em đằng sau nữa ấy, thì là đều là dồn vào hết em Trương rồi. Đấy, mong là có dịp gì đấy là sẽ được tiếp tục là gặp em Trương. Vâng đấy ạ. Cũng có ấn tượng cực kỳ là tốt. Cái thứ nhất là em là có vẻ bề ngoài là rất là ưa nhìn, cũng như là giao tiếp thì cực kỳ là tốt. Cũng như là em thì cũng một cái giọng nói rất là hay nữa nha. Đúng rồi, đấy rất là hay. Với lại là em cũng không ý của em là lấy chồng ý, thì em cũng không giới hạn tuổi là bao nhiêu đâu các bác nhé. Lúc nào mà duyên đến ấy, hợp cái là cưới luôn đấy. Mức thu nhập cũng không cần phải cao. Đúng rồi, rồi chào em nhé. Vâng chào ạ. Chào em nha. Chào Si nhá. Vâng. Rồi. Mấy chị bạn. Em đi nhà anh nhà. Vâng, rồi, cảm ơn anh rất vâng, là nhiều nhá. Không có gì đâu. Hôm nay là cũng được rất là vinh hạnh với lại rất là vui là được cùng anh lên trên này cũng được tham quan qua một úi anh ạ. Anh đang mải quay phim là sắp ngã ở đây rồi anh Dương. Đấy, thế là hôm nay là lên trên này là em cũng cảm thấy là bà có ấn tượng đầu tiên khi mà em bước vào bản làng của người Mông ở bên quê anh ấy thì là em thấy là bà con là sống rất là có nền nếp anh ạ. Cái gì ra cái đấy gọi là rất là sạch sẽ và gọn gàng luôn. Ở đây thì là bà con cũng tập trung khá là thưa thớt các bác ạ. Thế là vào trong này là còn có nhà không anh? Ở trong này có mà, vẫn có nhiều hơn. À có nhà, vâng. Tức là vào trong này là cũng có nhà của bà con nữa. Tuy nhiên thì bà con là tập trung gọi là rải rác ấy. Từ đầu đường bên kia vào thì một hai căn nhà cách xa xa nhau rồi là cứ thế mà đi vào sâu vào xa trong kia. Đấy, còn nội dung ngày hôm nay thì có lẽ là cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Cũng cảm ơn tất cả các ông bà, cô bác, anh chị đã luôn đồng hành cùng cháu Đào nhé. Cảm ơn anh Dương nhiều nhá. Anh Dương đẹp trai 8 điểm. Cảm ơn anh Quang nhá. Vâng, vâng. Hôm nào anh có dịp lên trên Mèo Vạc thì vâng, anh em mình lại gặp nhau ở khu vực trên kia nhỉ. Vâng, vâng. Đấy, còn bây giờ thì có lẽ là anh em chúng cháu từ đây trở về là cũng sẽ mất hơn 2 tiếng đồng hồ nữa nên là cũng khá là xa. Đấy, với lại là đường đi thì tuy nhiên là bên này đường đẹp nên là anh Dương lái thì cũng đi khá là nhanh. Đấy, không biết là có đến 2 tiếng hay không. Đấy, còn nội dung này thì cháu Đào cũng dừng lại ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.